Hi, xin chào các bạn, cô chú và các anh chị. Mình đọc được cái tab cộng đồng. Có một bạn bán đăng lên cái tab cộng đồng của Cada. Bạn ấy hỏi này: mọi người ơi, em được giới thiệu đi đơn này. Phí đi gần 30.000 đô, đi theo diện chủ bảo lãnh sang làm. Anh chị ở bên tư vấn em với ạ. Nội dung đăng đây này: nhân viên rửa xe sẵn hợp đồng bay nhanh, yêu cầu nam giới, tuổi từ 20 đến 25 tuổi, cao 1m6, nặng 55 kg trở lên, mức lương, cái này mới là cái quan trọng này, mức lương 54 đô một giờ, tương ứng với 900.000 một giờ, thời gian làm việc 7 tiếng một ngày, làm 5-6 ngày một tuần, thời hạn làm việc là 35. Thì cái công việc này đó là cái công việc mà gọi là rửa xe, rửa máy vệ sinh, rửa sinh vôi ở đây. Thì bạn ấy hỏi ở trên tab cộng đồng đấy các bạn. Đấy, thấy các bạn thấy không? Vừa rồi mình đăng lên, mình đưa cho các bạn xem một cái người mà trung gian ở Việt Nam đưa ra một cái hợp đồng. Các bạn thấy một cái hợp đồng mà đi xuất khẩu lao động sang bên này, các bạn thấy người ta vẽ ra một cái bánh vẽ thật là tuyệt, thật là ngon, thật là tuyệt vời. Nếu như ai mà không có thân nhân ở bên này, không hiểu biết ở bên này, nếu mà tin vào cái hợp đồng như vậy thì đi sang bên này quá ngon rồi. Mất có gần 30.000 đô, tôi gọi cho 30.000 đi, nó là 500 triệu đi. Mất có 500 triệu mà đi sang bên này đi làm được 35. Trong khi đó được 900.000, 45 đô một giờ. Mà một ngày là làm 7-8 tiếng, một tuần là làm 5-6 ngày thì các bạn nhân lên nó là bao nhiêu tiền, mà trong khi đó chỉ có mất gần 30.000 mà trong khi đó đi xuất khẩu lao động sang đây làm được 35. Mà đi làm có rửa xe thôi mà được 54 đô một giờ, 900.000 một giờ. Đi rửa xe là cái công, nếu có thật sự nó là cái công việc, nó là chân tay to. Làm cái gì ra mà đòi được 900.000 một giờ? Các bạn biết là ở bên mình rửa xe là những cái con robot nó rửa. Những cái máy ở đây nó là máy tự động nó rửa, không cần con người, người ta cần phải rửa, phải cầm những cái bình xịt mà rửa. Ở bên này là có con, những con robot, nhưng có cái máy tự động nó chạy để nó rửa. Chứ làm cái gì mà phải cần con người để rửa mà lương coi như là 54 đồng một giờ. 54 đồng. Cái một cái người, người ta học ở bên này như kỹ sư, người ta học ở bên này ra trường, năm đầu tiên mới chập chững ra trường đi xin Việt Nam, cũng chỉ được ai mà giỏi nhá, học ở trong trường cực giỏi, chưa ra trường là công ty nó đã vào trường nó nhận cho công ty đó rồi, là những cái đứa trẻ nó rất là giỏi rồi. Mà mức lương đầu tiên, năm đầu tiên nó giả cũng có 70.000 một năm. 70.000 một năm mà các bạn là trừ thuế hết đi rồi thì một tuần mới lấy về được có 900 đồng. 900 đồng nhân mấy 4 tuần là được có 3.600 một tháng. Đấy là học kỹ sư. Mà những cái đứa mà nó học giỏi, chưa tốt nghiệp, đã có các công ty và tận trong trường để tuyển rồi, mà mức lương mới được có như vậy. Mà đây là chỉ một cái người xuất khẩu lao động, không có bằng có cấp, chỉ là xuất khẩu lao động chân tay to, tiếng tăm không biết, không bằng không cấp, mà đòi 54 đồng một giờ. Các bạn có tin nổi không? Tôi khẳng định nếu như những cái người mà đang sinh sống ở nước ngoài xem được cái video này, tôi khẳng định 100%, 1.000 phần 1.000 là không ai tin. Và đây là một cái hợp đồng của những cái bọn môi giới, nó là lừa đảo. Lừa đảo 100%, cái này không có sự thật. Cái bạn này, bạn đăng lên, bạn hỏi cái tab cộng đồng ở bên này thì bạn ấy không có lêu cái địa chỉ của cái người trung gian đó. Thì tôi không biết là cái địa chỉ
đó ở Việt, bên Việt Nam nằm ở đâu thì tôi không biết, bởi vì bạn ấy không có đăng. Nhưng bạn ấy có đăng lên để bạn hỏi những cái người đang sinh sống ở Canada này. Thì thực sự mấy các bạn, tôi không đọc được những cái comment, chứ còn, bởi vì nó quá mất thời gian đi, chứ còn comment ở bên dưới thì bao nhiêu người, người ta nói là một cái bánh vẽ. 100 người, người ta xem được cái này và người ta trả lời là đây là một cái bánh vẽ, vẽ ra quá ngon, quá đẹp để lừa đảo người Việt Nam, lừa đảo những cái người đang khao khát được đi tư bản, chưa biết cơm tư bản như thế nào và chưa biết đất tư bản như thế nào, chưa biết sang bên này sức lao động của bên tư bản như thế nào, chỉ lừa được những cái người mà khao khát để muốn đi như vậy để lừa thôi. Không bằng không cấp làm cái gì mà sang đây được 54 đô một giờ, 900 nghìn một giờ. Bên này những cái đứa trẻ nó học đại học, nó ngồi mòn ghế nhà trường, nó còn vay bao nhiêu tiền của chính phủ để mới học xong được cái bằng, mà ra trường cũng chưa được cái mức lương như thế này. Mà một cái người gọi là xuất khẩu lao động thường, trên cả các loại thường, chỉ đi rửa xe mà đòi 54 đô một giờ, 900 nghìn một giờ, thì các bạn có nghe được không? Cái này nó là lừa đấy các bạn. Nếu như ai xem được video này, các bạn có người thân ở bên Việt Nam, thì các bạn hãy khuyên những cái mà môi giới, những mà người ta đưa ra những cái hợp đồng đúng như thế này ấy, thì các bạn hãy khuyên người nhà mình phải nhìn tìm hiểu cho kỹ. Chứ đây nó là một cái bánh vẽ lừa, chứ không phải là có thật. Còn ở bên này đi rửa xe, xin lỗi các bạn, ở bên này rửa xe như vừa rồi tôi nói trên ấy, con robot nó rửa, bên này máy móc nó rửa, cần gì tay con người làm đâu. Ví dụ chẳng hạn như là đăng lên tuyển người làm farm, làm những cái công việc mà thông thường ở những cái người mà gốc ở bên này người ta không có làm, mà đi sang bên này làm những cái mức lương mà tối thiểu, là bởi vì mình không có tay nghề hay là mình không có trình độ, thì mức lương tối thiểu ở bên này thì nó cũng chỉ có 16 đồng 50 cent một giờ. 16 đồng 50 cent một giờ mà làm một tuần 40 tiếng thì trừ thuế đi rồi thì mới nhận được có 500 một tuần. 500 một tuần thì là có 2.000 một tháng đấy các bạn. Chứ làm sao mà coi như là tuyển dụng, coi như chỉ cần người thanh niên thôi, nam giới thôi, tuổi như vậy thôi, không bằng, không cấp, không tiếng, không anh, không có cái gì hết mà sang cái 54 đồng giờ. Một cái nó quá là bố láo, một cái nó cá là lừa đảo lên. Bởi vì là nó đánh vào cái tâm lý của những cái người Việt mà đang có cái mơ tưởng, mơ ước đi sang tư bản. Thì nhìn thấy cái số tiền chạy thì nó cũng là hầu như, mà cái số tiền này thì mình thực sự mấy các bạn là thời đến cái thời điểm này ở Việt Nam thì hầu như là rất nhiều người, người ta thừa những cái số tiền này, khả năng gia đình người ta chạy được đi. Cái đánh vào tâm lý như vậy thì có những cái người, người ta không có thân nhân, người ta không có người nhà bên này, người ta không có tìm hiểu được ở bên này, thì ra một cái số tiền như vậy mà cái mức lương mà cao như vậy mà đi xuất khẩu lao động 35 thì quá ngon rồi. Nhưng mà vập vào là bị lừa đấy các bạn. Nên đừng có tin bị lừa đó. Nên mình đọc ở những cái tác cộng đồng này, ở bên phía cái agent bên phía Việt Nam, những cái môi giới ấy, phải nói là nó tìm đủ mọi cách. Nó thấy cái có những người, người ta có những cái tham vọng người ta đi nước ngoài, rồi có những cái người, người ta có nhu cầu người ta đi nước ngoài, người ta nó đánh vào tâm lý nên vậy. Nên nó vẽ ra những cái bánh vẽ rất chi là ngon, nó vẽ ra cái bánh vẽ rất chi là đẹp để nó lừa đảo những cái người ở Việt Nam mình đang khát khao mong muốn được đi ăn cơm ở bên tư bản. Ở bên này đợt này ấy, mình thấy thì sang bên này mình mới hơn một tháng ở đây, mình thấy sang bên này rất chi là nhiều, đông lắm các bạn, vô cùng là đông. Nhưng mà người ta sang bên này cũng hỏi thì cũng có người bổ đi xuất khẩu lao động, còn có những người ta hỏi, người ta nói là nó có cái chương trình gì mà 3-4 gia đình người ta tụ tập xong nó làm cái giấy gì đó là sang bên này đi theo cái diện là kinh doanh hay cái gì đó, mình cũng không hiểu. Nhưng mà sang bên này rất chi là đông, thì những cái này thì mình không hiểu là người ta làm cách nào để người ta giấy tờ như nào để sang bên này. Nhưng mình có nhìn thấy rất đông, nhưng mình cũng nhìn thấy rất nhiều sang người sang bên này cầu vơ cầu vất. Người ta chạy, người ta đưa được người đi, nhưng mà cũng chỉ qua được đến bên này xong người ta mang con bỏ chợ.
cũng có rất nhiều người cầu vô cầu vất xong mê mẩn đi nhờ lên cái chỗ cộng đồng người Việt, rồi nhờ tìm nhà thuê nhà họ, thuê nhà hộ, rồi là nhờ vả người Việt này người lọ người kia tìm cho công ăn việc làm, chứ đâu có phải là người ta cứ chạy cho mình, không biết là giả hay thật, nhưng mà cái công ty nào người ta cứ chạy cho mình sang đấy, lại sang đến bên này coi là ai cũng may mắn được đúng công ty, thực sự là có công ty đó để người ta đón về để người đi làm đâu, không có đâu các bạn. Có những người thì cũng đi theo xuất khẩu lao động sang bên này, thì thật sự cũng có những cái công ty ở bên này, ở bên môi giới người ta cũng giới thiệu cho công việc, thật sự thì cũng có công ăn việc làm. Nhưng cũng có những người sang bên này thì cái bọn môi giới người không biết làm cách nào nó cũng đưa được người qua bên này, nhưng thực sự nó cũng chỉ là mang con bỏ chợ. Qua bên này rồi thì những cái người cũng cầu vơ cầu vớt, rồi cuối cùng cũng lại phải lên cái táp cộng đồng nhờ người lọ người kia giúp mỗi người giúp một tí thế lọ thế kia, chứ không phải là ai đi qua được bên này là cũng được trôi chảy, được xôi xẻo đâu các bạn. Thế nên hôm nay mình làm cái video này, mình chia sẻ với các bạn, mình khẳng định lại một lần, nếu như mà gặp những cái hợp đồng như thế này, mà những cái bánh vẽ mà ngon như thế này, thì đây nó là lừa 100%. Chứ không một ở, mình nói ngay là không phải ở Canada mình đâu, bất kỳ nước nào cũng thế. Anh đi xuất khẩu lao động, anh không có bằng ngô cấp, anh không có gì mà được 54 đô một giờ, có ai tin được không các bạn? Mà bên mình cái minimum wage mình vừa nói ấy, được có 16 đồng 50 cent một giờ thôi, chứ làm gì có mà đòi được lương cao. Mà trẻ con ở bên này nó học bao nhiêu năm ra trường mà cũng còn không được những cái mức lương như vậy, chứ hú hồ nó chỉ là một cái người xuất khẩu lao động sang bên này, cái nghề bình thường, trên cả bình thường, mà đòi cái mức lương cao như vậy, ai mà tin được. Nếu như những cái người mà đang sinh sống ở tư bản mà xem được cái video của tôi đang chia sẻ ở đây, thì thực sự mấy các bạn, tôi khẳng định 100%, nghìn phần nghìn ở những cái người đang sống ở tư bản này, người ta cũng phải đồng tình với tôi, đây nó là một cái lừa đảo chứ không có sự thực. Đây nó chỉ là lừa thôi. Thế nên những cái người mà đang ở Việt Nam mà muốn khao khát đi nước ngoài đấy, hay là đi xuất khẩu lao động ấy, thì các bạn hãy suy nghĩ cho kỹ, suy nghĩ cho kỹ và xem cho kỹ, và rồi hãy đặt cọc tiền cho người ta. Bởi vì rất có những cái người, mình không có đọc ra đây cho các bạn, có rất nhiều người đã bị lừa rồi, cũng viết lên cái tab cộng đồng này, hỏi mọi người bên này là đã đóng tiền coi như 2/3 rồi, mà đến bây giờ người ta cứ bảo là visa khất lần khất lừa, rồi đến bây giờ bao nhiêu lâu rồi cũng chưa có visa đi, cứ suốt ngày lên trên cái tab cộng đồng trên này hỏi là như thế thì có phải là lừa, bị lừa hay không. Rất chi là nhiều các bạn. Rồi có rất nhiều người mà đi qua bên này cũng thế thôi. Người ta đưa cho một cái bánh vẽ hơi rất chi là ngon, rất chi là lương cao, nhưng cuối cùng sang bên này rồi cuối cùng cũng không mang con bổ trợ. Rồi có những người người ta về thì không dám về, mất tiền rồi, chót sang bên này rồi thì cuối cùng thì cũng phải bám trụ bên này thôi. Ví dụ như là một cái bạn đây, tôi đọc cái comment ở đây, có một bạn, bạn nói là kiểu như là tại sao mà comment đi sang bên Canada này nói là khổ, nhưng mà đâu có thấy ai quay trở về Việt Nam đâu. Thì có bạn này, bạn comment bên dưới, bạn nói nè: dạ vâng, về nhục mặt lắm, thà ở lại làm cu li chứ không dám trở về Việt Nam. Đấy, bởi vì nghĩ là đã tài sản các thứ là đã sang bên này rồi, tưởng là cái miền đất hứa, tưởng là đi sang bên này được danh chính ngôn thuận, rồi vài ba năm sau thì mình sẽ apply, rồi mình xin được cái quốc tịch, tưởng lấy được cái quốc tịch ngon lắm à. Ở bên này ấy, tôi đã chia sẻ rất nhiều lần, thì có những người đây mười mấy năm vẫn là làm người dơm, vẫn ở lậu, chứ làm gì đã có giấy tờ. Có những cái người ấy, đến bây giờ mười mấy năm cũng chưa một lần về Việt Nam, rất muốn có giấy tờ để về thăm cha, thăm mẹ, thăm người thân, nhưng vẫn ở lậu bên này nè, làm gì có giấy tờ, không có, thì vẫn cứ ở lậu bên này. Không phải là ai cũng có những
không phải ai là cũng may mắn sang bên này rồi là gặp được cái người giúp đỡ rồi là 575 thì là sẽ có giấy tờ quốc tịch Canada đâu các bạn. Có những người thì cũng may mắn như vậy, nhưng có những người thì không không được may mắn như vậy. Ở có khi mười mấy gần 20 năm nay còn chẳng có cái giấy tờ nào cả. Không dám về Việt Nam luôn, cứ ở lậu thôi. Nhưng hôm nay mình làm cái video này mình chia sẻ với các bạn về cái một cái bạn hỏi như vậy đấy. Lên ở Việt Nam ấy đừng có bị mắc lừa nhé. Đi làm mà xuất khẩu lao động sang bên này không bằng không cấp. Mình chỉ là cái người dân bình thường thôi. Mà mình khẳng định là đi rửa xe bên này thì ở bên này nó toàn người robot, những cái máy móc nó rửa thôi chứ không cần tay con người rửa đâu. Mà làm gì mà được cái có cái lương gì mà béo bở thế mà đòi 900.000 một giờ. Làm gì có cái lương như vậy. Nên đừng có mắc bị lừa. Cảm ơn các bạn luôn luôn ủng hộ Đại Tám. Cảm ơn các bạn nhiều. Hẹn gặp lại các bạn vào video kế tiếp. Nếu như các bạn muốn mình chia sẻ cái gì về cuộc sống bên này thì các bạn hãy cứ comment ở bên dưới. Mình đọc thì mình sẽ làm video mình trả lời các bạn. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn và cô chú và anh chị. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ hạnh phúc bên người thân yêu.